Xin chào quý vị và các bạn. Tết Nguyên đán năm nay tiếp tục diễn ra trong điều kiện rất đặc biệt. Dịch COVID-19 đang trở lại và bùng phát với tốc độ cao, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân. Trong bối cảnh đó, thị trường ô tô đang phân cực khá là rõ ràng. Rất nhiều loại xe phổ thông có doanh số cao rơi vào tình trạng khan hàng, thậm chí hiện tượng bia kèm lạc khá phổ biến với nhiều mẫu xe của các thương hiệu như là Toyota, Ford hay là Hyundai. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, có một số mẫu xe hot nhưng lại rất sẵn hàng và có mức giảm giá thậm chí lên tới hàng trăm triệu đồng. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn mẫu xe đầu tiên, đó chính là Honda CR-V. Như các bạn đã biết, bước sang năm 2021, chính phủ không còn hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất lắp ráp trong nước. Đồng thời, Honda Việt Nam cũng không còn hỗ trợ giảm nốt 50% lệ phí trước bạ còn lại. Nên, mức giảm giá của Honda CR-V co lại hiện nay phổ biến ở mức trên dưới 50 triệu đồng tiền mặt, giảm khoảng 60 triệu đồng so với mức đỉnh điểm hồi giữa tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu khảo sát kỹ một chút, chúng ta sẽ thấy vẫn có những đại lý giảm giá Honda CR-V lên tới 80-90 triệu đồng tiền mặt với cả 3 phiên bản tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một mức giảm giá khá là bất thường, vượt quá lợi nhuận của đại lý, trong khi Honda Việt Nam lại không còn hỗ trợ đại lý nữa. Thậm chí tại Thành phố Hồ Chí Minh, khách mua xe Honda CR-V còn có thể được chọn biển số đẹp. Vì sao lại như vậy? Theo tìm hiểu của Autobuy, hiện tượng giảm giá 80 đến 90 triệu đồng tiền mặt với Honda CR-V hiện nay là có thật, bởi lẽ một số đại lý ô tô Honda đã nhanh chóng đi nộp lệ phí trước bạ cho xe còn tồn trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tức là tranh thủ nộp lệ phí trước bạ để hưởng mức ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ. Tương đương với mức giảm khoảng từ 50 đến 67 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực. Mà theo quy định, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp lệ phí trước bạ, chủ xe mới phải đăng ký xe. Nên trong thời gian này, khách mua xe chỉ cần có hợp đồng công chứng mua bán là có thể đăng ký chính chủ mà không bị phạt. Còn quá ngày này thì mức phạt cũng không đáng kể. Như vậy, khách mua xe vẫn được tính là đăng ký lần đầu. Đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo khảo sát của Autobuy, rất nhiều xe Honda CR-V đã được đăng ký ra biển số. Khách hàng có thể lựa chọn xe với màu, phiên bản và biển số có sẵn là dạng cố định. Trường hợp này, khách có thể tự do lựa chọn biển số đẹp và khi đó thì mức giảm giá khuyến mại sẽ thấp hơn. Mức cụ thể tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên. Khi đó, khách mua xe sẽ được làm hợp đồng mua bán xe đã qua sử dụng. Lệ phí trước bạ chỉ là 2% giá trị xe tại thời điểm mua bán xe. Đáng chú ý, giá trị xe Honda CR-V ở thời điểm năm 2021 này với xe VIN 2020 sẽ chỉ còn 70% xe mới. Và nhờ đó, mức lệ phí trước bạ xe cũ sẽ rất thấp, chỉ tầm 14-15 triệu đồng. Các chi phí khác về biển số, đăng ký đăng kiểm đã được đại lý ứng thì tất nhiên khách hàng sẽ phải trả lại cho đại lý là đương nhiên rồi. Như vậy, khách mua Honda CR-V ở thời điểm này vẫn có thể được giảm giá lên tới gần 100 triệu đồng tiền mặt. Mức giảm giá khá là hấp dẫn khi không còn bất kỳ một sự hỗ trợ nào của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hay từ phía chính phủ. Hiện tại, Honda CR-V đang được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản E, G, L với mức giá niêm yết lần lượt là 998 triệu đồng, 1 tỷ 048 triệu đồng và 1 tỷ 118 triệu đồng. Thay đổi lớn nhất trên Honda CR-V phiên bản mới chính là công nghệ an toàn Honda Sensing, hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến nhất lần đầu ứng dụng trên dòng xe Honda ô tô tại Việt Nam. Bên cạnh đó, CR-V 2020 còn được trang bị camera quan sát làn đường Honda Land Watch, chế độ cảnh báo chống buồn ngủ, công nghệ sạc không dây và cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp dành tay, tức là đá chân mở cốp. Về động cơ, Honda CR-V 2020 vẫn sử dụng với động cơ tăng áp 1,5 lít, công suất cực đại là 188 mã lực tại 5.600 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 240 Nm tại giải vòng tua từ 2.000 đến 5.000 vòng trên phút, đi cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Năm 2020 vừa qua được xem là năm thành công về mặt doanh số của Honda CR-V với hơn 11.000 xe bán ra. Tuy nhiên, để có mức doanh số này, Honda CR-V đã phải giảm giá lên tới hàng trăm triệu đồng, đặc biệt là những tháng cuối năm 2020 vừa qua.
Thank you.